Kính chào quý vị, một lần nữa Thanh Trúc lại mời quý vị trở lại cùng với chúng tôi trong chương trình Chào Washington DC và vị khách mời luật sư Trịnh Hội. Thanh Trúc chào Trịnh Hội. Dạ chào chị Thanh Trúc và chào lần thứ ba đến với Washington. Kính thưa quý vị, luật sư Trịnh Hội có trình bày hai lý do khiến anh trở lại vùng Washington DC lần này. Thứ nhất là để có mặt trong cái buổi trình chiếu cuốn phim Mẹ Văn Nhà ở tại Providence Center ở vùng Funchal, Virginia vào tối thứ sáu này, tối thứ sáu tuần này. Và cái thứ nhì đó, cái lý do thứ nhì mà Thanh Trúc muốn trình bày đó là hình như là Trịnh Hội muốn nói với mọi người, trình bày với mọi người rõ hơn nữa về những công việc của Voice. Dạ vâng, đúng vậy thưa trong những ngày sắp tới. Dạ đúng vậy. Cái lý do thứ hai thưa quý vị là bởi vì cứ khoảng chừng 5-6 tháng thì Trịnh Hội phải qua Washington DC một lần để mà vận động cho vấn đề nhân quyền Việt Nam cũng như là công việc của Voice. Công việc của Voice có lẽ là quý vị một số cũng biết liên quan đến hai công việc chính. Công việc thứ nhất là giúp đỡ những người Việt tị nạn ở bên Thái Lan. Thì hiện giờ thì Voice sẽ giúp đỡ 50 người Việt tị nạn ở Thái Lan được định cư ở Canada. Thì nữa là thứ bảy này thì em lại phải bay sang bên Canada để mà tham gia vào một cái buổi họp báo trình bày về vấn đề tại sao mà mình cũng cần với giúp Voice Canada. Dạ vâng, cùng với Voice Canada. Còn riêng ở đây thì nó liên quan đến về vấn đề xã hội dân sự Việt Nam. Cũng như là em đã trình bày với chị đó là Voice đã rất là may mắn đã có cái chương trình đào tạo các nhà hoạt động trẻ Việt Nam đến hôm năm nay cũng được là 7 năm rồi. Thì mẹ Nắm là một trong những người đầu tiên. Nhưng mà rất tiếc thì mẹ Nắm đã phải vô tù. Lê Thu Hà, một người cộng sự viên của Nguyễn Văn Đài, cũng từng là thực tập sinh của Voice. Và Lê Thu Hà cũng phải vô tù bị xử 9 năm, nhưng bây giờ thì ở bên bên Đức. Vì vậy thì Trịnh Hội cần phải đến đây để mà gặp nhân viên của Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ cũng như là những tổ chức nhân quyền khác ở trên thế giới để nói hơn nhiều về cái công việc của Voice nói riêng, nhưng mà công việc về nhân quyền của Việt Nam nói chung. Thì ngày mai thì Trịnh Hội có một cái cuộc họp ở trên Washington DC với các tổ chức nhân quyền, rồi sau đó thì đi họp với bên Bộ Ngoại giao. Đó là lý do thứ hai. Nhưng mà có lẽ là chị Thanh Trúc, nó có một cái lý do thứ ba mà em không ngờ đến, mà em nghĩ rằng cái này nó cũng liên quan đến em với chị. Đó là khi mà em đến, em thường thì em bên Thái Lan, thì em mới về lại ở bên Mỹ này mới bữa thứ tư thôi, thì em đến Houston để đi gây quỹ cho Voice. Thì mới nhận được tin là ông John McCain chết. Đó, thì cái chết của ông McCain nó lại làm cho em nhớ đến cái thời gian mà em cũng mới quen với chị khi em sang bên Washington DC. Lần đầu tiên thưa quý vị, Trịnh Hội đến Washington là vào năm 2003. Lúc đó thì Trịnh Hội mới đi học, cao học xong ở bên Anh. Thì Trịnh Hội sang đây để đi vận động cho những thuyền nhân Việt Nam bị kẹt bên phi luật tân lúc đó. Và Trịnh Hội còn nhớ rằng là ai cũng nói với Trịnh Hội là phải ráng tìm được cái sự ủng hộ từ hai cái người thượng nghị sĩ quan trọng lúc đó. Đó là bên đảng Dân Chủ thì có ông thượng nghị sĩ Ted Kennedy. Yes. Và bên đảng Cộng Hòa thì có thượng nghị sĩ John McCain. Hai ông là không những là hai cây cổ thụ trong chính trường Mỹ, mà hai ông còn là hai cái người tiếng nói quan trọng nhất trong vấn đề di trú ở Thượng viện Mỹ. Trịnh Hội có mở ra một cái lá thư mà trước đây ông Ted Kennedy và John McCain đã ký chung với nhau, ủng hộ công việc của Trịnh Hội làm. Và có lẽ là không biết trời xui đất khiến như thế nào, nhưng mà ít khi nào Trịnh Hội có mặt ở DC, nhưng mà lại thứ sáu này thì Trịnh Hội được biết là xác ông sẽ được quàn ở Rotunda, ở ngay Quốc hội Mỹ. Thành thử là cái lý do thứ ba mà có lẽ là lần này em có mặt ở đây là bởi vì có dịp đi làm lễ tưởng niệm cho ông, nhớ lại những cái thời gian khó khăn của mình, và lúc đó ông John McCain đã giúp cho cá nhân Trịnh Hội như thế nào trong cái công việc giúp đỡ người Việt tị nạn. Nếu không có ông, không có sự giúp đỡ của ông, thì chắc chắn một điều là 2.000 người Việt Nam tị nạn bị kẹt ở bên phi luật tân chưa chắc là đã được định cư sau bao nhiêu năm vừa qua. Cảm ơn Trịnh Hội nhắc lại như đây là một cách mình vinh danh một người vừa mới nằm xuống. Voice đã ông John McCain, những người như ông John McCain chẳng hạn, đã ảnh hưởng tới rất nhiều tới cái con người của Trịnh Hội và công việc làm của Voice. Dạ vâng, đúng vậy thưa chị. Và thưa với quý vị, có lẽ là ít người được biết, nhưng mà khi mà chúng ta làm được những công việc như thế này, bắt đầu những công việc xã hội như Trịnh Hội làm, thì cách đây 15 năm, thật là mà nói thì cái tên Trịnh Hội này chẳng ai thèm để ý cả. Và nếu như mà công việc làm của Trịnh Hội mà không được những người như ông quan tâm và ủng hộ, thì chắc chắn một điều là mình chả làm được gì cả.
Vì vậy, trước khi có cái sự thành công của bất kỳ cá nhân nào, tổ chức nào, thì nó đều cần cái sự giúp đỡ của những người đi trước. Nó cần sự giúp đỡ cũng như là ủng hộ nhiệt thiết thực. Trình Hội chỉ nhớ đến những cái cảnh rất là riêng tư khi mà mình đến văn phòng của ông cách đây 15 năm, rồi gặp được những nhân viên cấp dưới của ông, rồi gặp được Chief of Staff của ông, và cuối cùng thì gặp được ông để mà trình bày về vấn đề của mình. Mà vấn đề của mình có thể nói là nó quá nhỏ nó so nhỏ với cái chính trường của Mỹ. Thế mà cuối cùng mình vẫn nhận được cái sự ủng hộ của ông. Thì hôm nay Trịnh Hội có thể nói là sẽ thay mặt cho hơn 2.000 đồng bào Việt Nam ở bên Philippines ghi ân cái công đức của ông, và mong là thứ sáu này gặp mặt ông lần cuối. Trịnh Hội có suy nghĩ như thế này không? Khi mà mình muốn làm được một cái gì mà phải có hữu hiệu, nhất là ở đất Hoa Kỳ này, mình phải đi vào dòng chính, mình phải phải đi đến gần, tiếp cận đến những cái nhân vật đó. Thì Trịnh Hội cũng mong rằng quý vị sẽ đọc được cái lá thư mà Trịnh Hội đã gửi cho ban giám đốc của đài để mà có thể đăng lên cho quý vị thấy, là một cái lá thư lúc đó, không những là lúc đó thì Trịnh Hội còn nhớ là phải làm sao mà lấy được một cái lá thư mà hai ông cùng ký tên. Tại vì mỗi ông mà viết một lá thư nó khác với một lá thư mà hai ông cùng ký. Tại hai ông là đại diện cho hai đảng. Mà lúc đó Trịnh Hội nhớ là lấy được cái thơ đó rồi, thì có người nói với Trịnh Hội, mày sẽ thành công. Và đúng thiệt, sau chỉ không tới một năm, Trịnh Hội nhớ là hình như ông viết vào khoảng chừng tháng 6 năm 2003, thì đến tháng 4 năm 2004 là Mỹ thay đổi chính sách. Và một năm sau, vào ngày 29 tháng 9 năm 2005, thì chuyến bay đầu tiên mang 229 người Việt Nam tị nạn bị kẹt bên Phi đã đáp xuống phi trường LAX. Los Angeles. Sẽ không bao giờ quên được những cái khoảnh khắc đó, và nhất là cái thời gian đầu tiên mà không những là Trịnh Hội đến với Washington DC, mà lúc đó là Trịnh Hội quen với chị Thanh Trúc kể từ lúc đó đến bây giờ. Một lần nữa Thanh Trúc cũng xin rất là vui để mà được nhắc lại cái kỷ niệm đẹp đó. Và kính thưa quý vị, chúng tôi có nhiều kỷ niệm lắm, nhưng mà từ những cái chương trình đầu tiên từ Manila cho đến sau này Thái Lan rồi Voice rồi nhiều chuyện, nhưng mà hy vọng là sẽ trở lại với quý vị. Và bây giờ thì Thanh Trúc xin mãn phép để cùng với Trịnh Hội được xin chào tạm biệt quý vị và hẹn lại quý vị trong chương trình tới. Dạ vâng, và rất là mong quý vị, những ai muốn biết thêm chi tiết về Voice thì có thể liên lạc thẳng với Voice qua cái email của Trịnh Hội là hoitrinh@gmail.com, hoặc là lên website của Voice đó là vietnamvoice.org, hoặc là liên lạc thẳng với Voice là contact@vietnamvoice.org. Rất mong quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ cho Voice, không những bằng cách là quảng cáo cuốn phim Mẹ Vắng Nhà, hoặc là giúp về nhân lực, mà còn giúp đỡ về tài chính để cho Voice có thể giúp đỡ đặc biệt là 50 người Việt tị nạn hiện giờ đang bị kẹt bên Thái Lan được định cư ở Canada trong một thời gian sớm nhất. Cảm ơn quý vị rất nhiều.